mùa xuân chúng ta nên đi đâu? Lên đỉnh núi Bà, nóc nhà của Nam Bộ. Chụp ảnh giữa sắc màu rực rỡ của hoa. Và tìm hiểu chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn độc đáo. Đã từ lâu, Tây Ninh nổi tiếng là miền đất trù phú, bình yên, hiền hòa phía Tây Nam của Tổ quốc. Để ghé thăm đỉnh núi, du khách có thể đi tuyến cáp treo đặc biệt từ nhà ga Bà Đen lên ga Vân Sơn. Không chỉ được thưởng ngoạn toàn cảnh Tây Ninh trên chuyến cáp treo hiện đại, mà bạn còn được ngắm nhìn ga Vân Sơn với lối phong cách kiến trúc hậu hiện đại theo hướng tân nghệ thuật, lấy cảm hứng từ những công trình kinh điển của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Lên đến đỉnh núi Bà Đen, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở đây với những vạt hoa rực rỡ sắc màu. Bà Đen là ngọn núi cao nhất miền Nam Bộ, thu hút rất nhiều khách tới tham quan, hành hương, vãn cảnh. Với thời tiết ôn hòa, mát mẻ suốt 4 mùa, đỉnh núi luôn ngập tràn sắc hương rực rỡ. Đặc biệt, loài hoa tulip xinh đẹp đã nở rộ trên nóc nhà Nam Bộ trong mùa xuân này. Anh ơi, hoa tulip thì không phải là hoa bản địa ở đây. Thế nên là để trồng được những cái vạt hoa đẹp như thế này chắc hẳn là tốn nhiều công sức lắm đúng không anh? Chắc chắn rồi, vì hoa tulip thì cái quá trình chăm sóc thì khó. Tại vì nó phụ thuộc vào cái nhiệt độ phải mát. Khi chăm sóc nó phải tỉ mỉ và cẩn thận, cũng như là theo dõi thời tiết rất là kỹ để cho những bông hoa nở đẹp và đúng thời điểm như thế này mà. Vậy tại sao mà mình lại có ý tưởng lựa chọn loại hoa này để trang hoàng cho đỉnh núi Bà Đen vào dịp mùa xuân này ạ? Vào mùa xuân thì với cái nhiệt độ lý tưởng của núi Bà Đen này, từ 20 tới 25 độ thì rất phù hợp để cho hoa tulip nở rộ. Hoa tulip thì em thấy là đa sắc màu, rất nhiều màu sắc. Thì em nhìn thấy rất nhiều du khách ở đây, khi mà nhìn những cái thảm hoa tulip bạc ngàn thế này thì họ rất là hứng khởi. Hoa tulip có sắc màu rực rỡ, càng làm không khí mùa xuân thêm rộn ràng, vui vẻ. Đặc biệt, ở đây có bức tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn sừng sững, ngự tọa giữa cảnh sắc tươi đẹp, tượng trưng cho trí tuệ, đức hạnh và lòng từ bi. Xung quanh tượng Phật Bà là 4 bức tượng bằng đồng với vẻ ngoài uy vũ, mang phong thái đặc biệt. Anh ơi, ở phía dưới chân tượng Bà thì có 4 bức tượng, thì ý nghĩa của 4 bức tượng đó là như thế nào hả anh? Không chỉ ở đây mà ở rất là nhiều bức tượng Phật lớn khác hoặc là những ngôi chùa, mình sẽ thấy 4 cái bức tượng này. 4 bức tượng này người ta gọi là Tứ Đài Thiên Vương, cái quảng 4 hướng Đông Tây Nam Bắc để tránh cái quỷ dữ ta ma. Ở phía chân của tượng Bà thì cũng có 5 đĩa nước. Vậy thì ý nghĩa của 5 đĩa nước này là như thế nào ạ? Những cái đĩa nước này nó sẽ chảy tràn từ trên chân của tượng Phật Bà xuống, và những cái đĩa nước này nó hướng về hướng đông và nó thấp dần xuống, nó tượng trưng cho ngũ hành. Thiết kế của những đĩa nước này nó lấy cảm hứng từ cái bông hoa sen, và trong Phật giáo thì hoa sen nó tượng trưng cho sự thuần khiết, nó tượng trưng cho cái sự trí công vô tư. Dưới chân tượng Phật Bà là khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo vô cùng độc đáo. Tại đây bạn có thể tham quan đại sảnh mái vòm với hệ thống chiếu phim 3D hiện đại để tìm hiểu và khám phá vũ trụ trong quan niệm của Phật giáo. Phương Anh đang đứng trong không gian có những cái phiên bản của những cái tác phẩm về nghệ thuật Phật giáo kinh điển. Trong đó mình có thể thấy có những cái bức tượng Phật nổi tiếng của cả Việt Nam và thế giới. Với dấu ấn của những công trình tâm linh bề thế, tinh tế và mang ý nghĩa sâu sắc, điểm đến văn hóa tâm linh núi Bà Đen càng trở nên hấp dẫn và thú vị hơn để người dân quanh vùng và du khách thập phương tìm đến.